Con tên là Đông Thị Thùy Trang, đang học lớp 10A3 trường phổ thông Cảm Nhân ạ. Con đang ở với mẹ cùng với một anh trai và em gái ạ. Chồng tôi mất từ năm 2014 ạ. Anh ấy mất vì bệnh ung thư dạ dày ạ. Hôm đấy là mùng 2 tháng riêng thì là anh ấy đau bụng thì mang vào trạm thì người ta nghi là anh ấy bị ruột thừa. Còn lấy thuốc giảm đau cho uống thì về đến chiều là bảo đi viện thì đi không kịp, đi nửa đường thì nó đã vỡ ra rồi. Thế là đi sang đến viện thì mổ xong về điều trị đỡ đâu được 1-2 tháng bắt đầu lại đi mổ lại. Đi lần hai về đi điều trị thêm 2 lần nữa là về anh cũng không đỡ, cũng không qua khỏi. Thế là anh mất năm 2014. Tôi bố cháu mất được 2 tháng thì tôi mới đẻ đứa thứ ba. Mẹ cũng rất hay khóc vì nhớ bố, nhất là ngày giỗ của bố ạ. Mỗi khi nhớ bố con chỉ biết lấy ảnh danh bố ra nhìn ạ. Con chỉ ước là một lần đi chơi với bố mà không được ạ. Thấy mọi người đều bố quan tâm và con thì không được ạ. Con rất là buồn và tủi thân ạ. Con trai tôi đẻ được 3 tháng thì cháu nó cứ khóc, cứ ốm cứ khóc. Thế là tôi mang đi khám thì bệnh viện bảo là cháu bị não ung thủy. Thì tôi lấy về được 1 năm thì tôi mới lấy cháu đi mổ để đặt van. May cháu còn hợp van, thì không hợp van thì mỗi tháng phải đi 1 lần. Giờ về cháu được 16 tuổi rồi, may cháu không phải đi nhiều ấy. Đi nhiều thì chắc tôi cũng chẳng có gì để cho cháu đi nữa đâu. Bây giờ cháu nó vẫn bình thường. Giờ cháu đi đặt van về thì cháu cũng cứ nằm một chỗ thế thôi, cháu chẳng đi được đâu, cháu chẳng tự sinh hoạt được thì bố mẹ đều chăm sóc hết, từ ăn từ uống từ giặt giũ. Vừa thương con vừa thì khổ bản thân, sống ngày nào chăm sóc cho con ngày đấy thì con chẳng biết tính đi trước được. Lo sợ khi tôi ốm đau tôi nằm đấy chả ai chăm sóc ba đứa con. Với con sợ nhất là điều khi mẹ làm mệt vất vả quá và mẹ mệt và mẹ ốm ạ. Hôm không có gạo để ăn, mẹ thường đi vay và mượn của nhà hàng xóm. Lúc nào mình làm được cái giọ, đan được cái giọ thì mình lại mang đi bán, mình lại giả cho người ta thôi. Lúc chồng mất con thì ốm đau nữa thì như cũng tủi thân lắm, chẳng ai đỡ. Lắm lúc cũng tủi thân lắm, chỉ khóc một mình thôi biết làm nào được. Mỗi lần đi học con đều đi nhờ xe của bạn và con ước được mẹ mua xe cho nhưng sợ mẹ không đủ khả năng, sợ mẹ lo nghĩ nhiều và lo lắng nên con không dám nói cho mẹ biết ạ. Tôi bây giờ tôi chỉ mong muốn là nếu như có một số tiền nào đấy thì tôi chỉ sửa sang nhà cửa. Bây giờ nhìn như thế thôi nhưng mà nó cũng mục mà mục hết rồi ấy. Nhà vệ sinh thì chả có, lấy cây về để làm, đến lúc cây nó mục thì cả ba mẹ con bế nhau ra tắm thì không may thì cái thích nó bị gấy thì cả ba mẹ con rơi xuống. Tôi nó bị cây nó chọc vào chân nên bây giờ còn có sẹo. Đứa lớn thì tôi còn bế ở trên lòng, còn đứa em thì cứ đứng như thế, về sau sợ quá còn run bảo mẹ ơi sao lại thế, bảo nhà mình nghèo mục thì nó thế con ạ. Thì tôi là Nguyễn Văn Thương, hiện nay là đang là chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lai. Đây là một cái hộ mà có cái điều kiện đặc biệt khó khăn của địa phương, thì xã cũng đã kêu gọi mặt trận rồi cả các đoàn thể rồi là nhân dân trong thôn cũng đã giúp đỡ bằng các cái hình thức như là bằng ngày công lao động giúp đỡ gia đình. Thứ hai nữa là cũng khuyến góp bằng các nguồn kinh phí để hỗ trợ cho gia đình giảm bớt những cái khó khăn. Cũng mong kêu gọi các cái bậc thường quân, các cái tổ chức giúp đỡ cháu Trang là cũng sẽ tiếp tục được đi học. Con sẽ học thật giỏi và kiếm được nhiều tiền rồi xây cho mẹ một căn nhà như mẹ mong muốn. Mẹ hãy yên tâm ở con nghĩ mẹ rất nhiều.